Vâng, không chỉ đẹp mà còn rất xin là hay. Trinh Trang Audio xin kính chào toàn thể quý vị các bạn của anh chị em yêu audio karaoke trên toàn quốc. Hôm nay tiếp tục video mới, em xin giới thiệu một cái model, một cái sản phẩm mới đang có mặt tại Trinh Trang Audio, một trong những cái model equalizer của hãng Yamaha. Rất chi là đẹp và rất chi là hay, một trong những cái model cực kỳ hot về tất cả tổng thể bên trong và bên ngoài của equalizer này, nhìn nó quá tuyệt vời luôn. Và về cái chất âm thì khỏi phải bàn cãi rồi. Thì như quý vị các bạn cùng anh chị em đang theo dõi hôm nay, xin giới thiệu với toàn thể quý vị các bạn của anh chị em trên toàn quốc là một trong những cái model equalizer của hãng Yamaha, với cái model là EQ550, với một cái thiết kế tổng thể rất chi là đẹp, một màu đen bóng. Toàn bộ mặt của equalizer là được hãng thiết kế là mặt phay nhôm đen và đẹp như mới luôn, không có một chút chảy xước gì, với một cái thiết kế cũng như rất nhiều các model khác của hãng Yamaha. Mỗi một vế được thiết kế là 10 cần gạt chỉnh các cái tần số, và tổng của cái quay này là được thiết kế là 22 cần, thì trong đó là có 2 cần, một cần bên ngoài cùng. Bên ngoài cùng đây, quý vị các bạn cùng anh chị em đang theo dõi là cái cần ngoài cùng đây là cái cần chỉnh âm lượng ra to nhỏ, rất chi là tiện cho tất cả các model âm ly và các model cục đẩy để nghe nhạc của hát karaoke. Và bên ngoài này đó là cái cần chỉnh cho cái hệ thống dàn đèn nháy này, điều chỉnh nháy nhiều nháy ít hay không ở cái cần này, rất đẹp. Và cuối cùng là 20 cần chỉnh ở giữa là cho 20 cái giải tần số khác nhau để cho quý các bạn của anh chị em điều chỉnh tất cả các cái bản nhạc phối ghép với cả các cái bộ loa âm ni nghe nhạc cho nó phù hợp nhất và hay nhất. Tất cả các cái cần chỉnh của Equi model EQ550 này còn rất chi là tốt, chưa có một cái hiện tượng gì là sẹt, chưa có một cái hiện tượng gì là sẹt, rất tốt luôn. Em chưa có tra dầu, tra mỡ gì vào cái này, chưa có bảo dưỡng gì đâu nhé. Rất chi là đẹp luôn, chỉnh rất chi là tốt, không có một cái dấu hiệu gì liên quan đến lẹt xẹt. Cho nên là cái quay này là cái chất lượng về máy, toàn bộ máy rất chi là tốt luôn. Vừa rồi thì em đã giới thiệu tổng thể là 22 cái cần gạt nằm trong cái model quay này. Và tiếp theo đó là xin mời quý các bạn và cùng anh chị em là chú ý theo dõi này. Toàn bộ cái chức năng, cái công tắc phím bấm ra vào này là sử dụng về cái đường vào ra vào cái chức năng chạy qua EQI và không qua EQI. Đây, cái này là chuyển đổi cửa tín hiệu. Khi quý vị các bạn của anh chị em là sở hữu là về là để chuyển các cái ngõ vào là được 2-3 thiết bị vào. Đấy. Và đây cái công tắc này là công tắc chỉnh chạy qua EQI và không qua EQI. Và bây giờ là em đang chạy qua EQI. Bấm ra là không qua EQI. Không qua EQI thì tất cả tắt chế độ EQI này đi, cái hệ thống đèn đỏ báo ở trên đầu cần của EQI này là sẽ tắt đi, và chỉnh đồng nghĩa với cái EQI là chỉnh không có tác dụng. Đấy, em chỉnh không có tác dụng. Tuy vậy là cái volume này, cái cần gạt chỉnh volume này là vẫn có tác dụng là chỉnh tín hiệu to nhỏ. Đấy, và bây giờ khi em bật cái công tắc EQI lên, đồng nghĩa với cái chất âm thay đổi rất nhiều, và chỉnh các cái cần gạt này nó sẽ có tác dụng ngay. Rất hay. Và cuối cùng, phần quan trọng nhất và đẹp nhất của cái model Equalizer 550 này thì hãng thiết kế đó là cái hệ thống mặt quắc nháy hiển thị màu vàng, rất chi là rõ nét, rất chi là sắc nét luôn, cực kỳ đẹp luôn, sáng bóng luôn. Đấy, rất đẹp luôn. Không chỉ đẹp và rất hay. Quý vị các bạn của anh chị em lưu ý là với cái model này thì hàng được sản xuất tại Nhật Bản, và hãng thiết kế với máy là sử dụng hai nguồn điện, một nguồn điện 110 và một nguồn điện 220, chỉ với một công tắc gạt. Và bây giờ em đang sử dụng là chạy ở cái nguồn điện 220. Rất chi là đẹp, rất chi là tiện, và chất âm thì nó quá hay rồi. Bày để mà ngắm nhìn và chiêm ngưỡng thì nó quá tuyệt vời.
Và để sở hữu cái model Equa này thì xin mời quý vị các bạn, quý anh chị em liên hệ trực tiếp với em qua địa chỉ Trinh Trang, Audio Day, địa chỉ quốc lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương. Điện thoại 0967697999 và 0976757889. Em nhận ship hàng toàn quốc theo yêu cầu, bảo đảm toàn bộ cái model Equa của hãng Yamaha với model EQ550 này là còn đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Đẹp tới 98.9% luôn, toàn bộ máy zin bản từ A đến Z, chưa qua một cái sự sửa chữa hay là động chạm gì đến toàn bộ máy và thân bên vỏ bên ngoài máy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý các bạn, quý anh chị em trên toàn quốc vào các video gần đây nhất giới thiệu về tất cả các sản phẩm nghe nhạc và hát karaoke của Trinh Trang Audio Day. Xin chào và hẹn gặp lại. Cầu cho hai đứa sẽ chẳng bao giờ cách chia. Rồi thời gian trôi chia cách mình đôi đường, tôi chưa ghé về thăm. Sự nghiệp công danh bao năm rồi tay trắng, lận đận vẫn đêm cô.